Hello anh em, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh nha. Thì hôm nay mình tiếp tục làm cái clip về con game là Tình Thiên Hạ nha. Thì cũng như là Tiên Ma Kỳ Duyên là cũng nó đó nha. Thì hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn lại cho các anh em cách đăng nhập. Là cái nhất, cái thứ hai là lên VIP 20. Đó. Thì có những anh em là bình luận là bảo là không có đăng nhập được với không có lên VIP 20 được, mặc dù tôn rất là nhiều kim ngân bảo luôn. Thì đặc biệt hôm nay mình làm cái clip này để hướng dẫn lại một lần nữa cho mấy anh em, làm cho nó ngọt để vào chơi được nha anh em. Thì trước hết đó là anh em phải tạo tài khoản cho mình nha. Anh em nhớ gõ đúng như mình ở trên là tài khoản, ở dưới phần giữa là mật khẩu, và phần dưới anh em phải để vô chữ admin nha. Có những anh em bình luận nó là sao giàu không được, sao không tạo tài khoản được. Đã mình nói rất là rõ luôn, phải ghi đúng như vậy là anh em mới giàu được nha. Thì ngay chỗ đây thì mấy anh em bắt đầu tắt wifi nha, để mình tiến hành đăng nhập nha anh em. Đó, mình tắt mạng nha, đó giờ mình tắt mạng nè, đó mình tắt wifi nha, tắt wifi. Rồi xong, lên mình nhấn cái nút vàng ha. Thì nó sẽ nhảy vô cái phần chọn server nha anh em. Ở đây có 3 server. Rồi anh em bắt đầu mở wifi lại nha. Đó, mở wifi lại. Khi kết nối wifi xong thì anh em tiến hành vào game thôi. Thì 3 server này là tôn chung nha anh em. Cứ anh em vô tôn là theo tên nhân vật. Anh em gõ tên nhân vật vào, đúng cái tên nhân vật là anh em tôn được nha. Đó, anh em thấy rất là dễ không? Có những anh em là giàu không được thì bình luận bên dưới là nói không có giàu được nha. Cho nên hôm nay mình làm một clip này cho nó thật là rõ luôn. Thì có mấy anh em bảo là mình nói mà mấy anh em không hiểu đó, thì bữa nay mình vừa nói mình vừa làm luôn để cho mấy anh em thấy đó. Thì trong cái ạc này là mình có hai nhân vật. Cái nhân vật mình tạo trước á là nó bị lỗi là không lên được VIP 20 đó, cho nên mình mới tạo cái nhân vật này. Mình sẽ hướng dẫn thêm cho mấy anh em là làm sao để lên được VIP 20. Có những anh em là nói là không lên được VIP 20 mặc dù tôi rất là nhiều kim bảo luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm chi tiết lại ha. Rồi bắt đầu mình vô game nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em là lên VIP 20 nha. Cái hạt này là mới to luôn nha mấy anh em, là chưa có làm gì hết đó. Thì có những anh em là comment báo là sao mà tôi rất là nhiều kim bảo luôn mà vẫn là chỉ VIP 8 thôi, không được là VIP 20. Thì cái vấn đề nó ở đây á, là mấy anh em biết á, là mấy anh em á, khi mà mấy anh em tạo hạt á thì mấy anh em phải vào game và mở cái gương lên, anh em ăn cái cục kim bảo này vô đó. Anh em phải ăn cục kim bảo này trước, xong anh em ra anh em tôn là nó mới lên được VIP 20 nha anh em. Còn mà nếu mà anh em mà nào mà tôn trước á là không bao giờ được VIP 20 nha. Đó, mấy anh em nào tôn trước mà chưa ăn cục kim bảo á, rồi tôn xong rồi á, nhận kim bảo rồi mới ăn cái cục đó đó, thì sẽ không bao giờ lên được VIP 20 nha anh em. Cho nên anh em muốn lên được VIP 20 á, bước mạng anh em ơi. Cho nên mấy anh em mà muốn lên được VIP 20 á là mấy anh em phải ăn cái cục kim bảo trước, cho lên VIP 8 đi, cho lên VIP 8 xong rồi mấy anh em ra tôn, ra ngoài tôn nó sẽ lên được VIP 20 nha. Đó, thì mấy anh em mà xem clip mà không nghe được khúc này thì sẽ bị một cái lỗi là VIP 20 nữa đó, mình bảo đảm luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ vào ăn cục kim bảo trước nha. Đó, đó. Thì ăn cái cục kim bảo xong á là mấy anh em sẽ lên được VIP 8 đó. Rồi khi này á là mấy anh em ra ngoài, mấy anh em tôn nhiều kim bảo vô là nó sẽ lên được VIP 20 nha anh em. Đó, thì giờ mình sẽ ra ngoài, mình tôn lên cho anh em xem là được VIP 20 luôn.
Rồi bắt đầu mình kết nối lại nha anh em. Những server này cũng rất đông người chơi luôn. Đó. Anh em thấy còn VIP 8 à. Thì mình mới vừa ra tour nữa anh em. Thì mình kết nối lại cái nha. Server khá đông luôn cho nên nó hơi lắc nha anh em. Đó. Anh em thấy báo không, KK1 đã lên VIP 20 không? Đó. Thì anh em làm y như vậy là anh em mới lên được VIP 20. Còn mà mấy anh em mà vô mà tạo nhân vật xong mà chưa có ăn cái cục game bảo á, mà mấy anh em ra tour liền á, thì không bao giờ lên được VIP 20 nha anh em. Đó. Thì lên VIP 20 thì quà tặng của VIP rất là nhiều luôn. Thì anh em phải làm đúng như vậy nha. Anh em mới lên được VIP 20. Thì hôm nay cái clip này á, mình làm là có mấy vấn đề đó ha. Là vấn đề VIP 20 với vấn đề đăng nhập. Thì mình vừa nói mà mình vừa làm luôn cho là mấy anh em xem, mấy anh em biết cái cách để mấy anh em đăng nhập với lên VIP 20 nha. Cũng như clip trước á, mình nói cho nên có mấy anh em nói là mình nói nghe không hiểu. Cho nên mình làm mà vừa nói mà vừa làm luôn. Thì để cho mấy anh em làm thành công nha. Rồi, clip của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Was I? Oh, yeah.
在你的身上感觉到了一种有些熟悉的气息，似乎来自大陆极西之地。极西之地？那是什么地方？我从未去过那里。还有，你是何人？是何人？去我宗门所谓何事？